8 cách nhận biết và đối phó với tiểu nhân của người xưa. Kính thưa quý vị, có thể nói, thời nào cũng có những kẻ tiểu nhân. Họ dùng rất nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Vì vậy, khi ở cùng tiểu nhân, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ phải gặp hậu quả lớn. Cho nên, học được cách nhận biết tiểu nhân và cách đối đãi với họ như thế nào là vô cùng trọng yếu. Cổ nhân vô cùng coi trọng điều này. Tiểu nhân thường có 8 đặc điểm đặc trưng dưới đây. 1. Thường bịa đặt và dựng chuyện. Thông thường, kẻ tiểu nhân bịa đặt và dựng chuyện là vì nhiều mục đích khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ là để mua vui. Có những kẻ bịa đặt, dựng chuyện để được thăng chức, mưu lợi cá nhân, gây bất lợi cho người khác, bôi nhọ đối thủ để nâng cao bản thân. Từ ngữ mà họ thường sử dụng là nghe nói, để đặt câu, bịa đặt và bẻ cong sự thật. 2. Gây xích mích và ly gián. Trước mặt bạn, kẻ tiểu nhân sẽ nói bạn hay, chê người kia dở, nhưng trước mặt người kia, bạn lại là kẻ chẳng ra gì. Kẻ tiểu nhân thường tìm cách lấy lòng tất cả, nhưng lại ngấm ngầm, chia cắt tình bạn bè, đồng nghiệp. Thậm chí gây ra những tranh cãi và mâu thuẫn khó có thể hàn gắn. Hơn nữa, miệng lưỡi của những kẻ tiểu nhân thường rất khéo léo. Cho dù bị phát hiện, họ cũng biết cách thoái thác, phủi sạch trách nhiệm. 3. Nịnh hót. Ca ngợi cổ vũ khác hẳn với nịnh hót thúc ngựa. Trước mặt những người có tương lai, uy quyền, hay người có thể cho họ lợi ích, kẻ tiểu nhân sẽ không tiếc lời nịnh hót, nói lời ngọt ngào, làm cho người nghe vui sướng mà đánh mất phương hướng. Ở nơi công tác, kẻ tiểu nhân thường tận sức thân cận với người cấp trên, tận dụng thời cơ, mách lẻo để được sủng ái. 4. Bằng mặt nhưng không bằng lòng. Ở phương diện làm việc, lời nói và việc làm của kẻ tiểu nhân là không đồng nhất. Họ rất giỏi về bề ngoài, chờ thời cơ để tranh công đoạt thưởng. Ở phương diện đối nhân xử thế, hành vi và suy nghĩ trong lòng của kẻ tiểu nhân là hai mặt không thông nhất. Có khi trước mặt bạn thì nói lời hay chúc tụng bạn, nhưng sau lưng lại bán đứng bạn. 5. Gió chiều nào xoay chiều ấy. Ở bất cứ nơi đâu, khi biết được ai có vị thế hơn, kẻ tiểu nhân sẽ làm thân và nương tựa vào họ. Ngược lại, ai là người thất thế, kẻ tiểu nhân sẽ trở mặt ngay lập tức. Sở dĩ họ làm như vậy là vì muốn lợi dụng người có quyền thế để nâng cao địa vị của mình. Đối với những người không có giá trị lợi dụng, họ sẽ không thân cận, thậm chí dương oai, ung dung tự đắc. 6. Sẵn sàng chà đạp người khác để leo lên trên. Kẻ tiểu nhân vui với việc chiếm lợi của người khác. Nếu bạn là người trồng cây, kẻ tiểu nhân sẽ tìm mọi cách hái quả. Nếu bạn là người giúp họ thành công, họ sẽ không báo đáp, thậm chí còn trở mặt vô tình. 7. Thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại. Ở nơi làm việc, nếu có đồng nghiệp mắc sai lầm hoặc thất bại trước một nhiệm vụ nào đó, bị cấp trên phê bình, những kẻ tiểu nhân sẽ sẵn sàng bổ thêm một hai nhát dao chí mạng, khiến nạn nhân càng lúc càng rơi vào vòng nguy hiểm. 8. Đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu bản thân có sai lầm trong công việc, hành động hay lời nói, kẻ tiểu nhân sẽ một mực không thừa nhận mà tìm một người thế thân gánh nạn. Tài ăn nói của những người này rất sắc bén, giàu hoạt, thậm chí dám thề sống chết để đẩy trách nhiệm. Họ có thể đổ trắng thay đen, khiến mọi người nhầm lẫn mà lan truyền đi những thông tin sai sự thực. Thậm chí, có những lúc chân tướng vì thế mà bị giấu giếm, và cho dù được phát hiện khi việc đã rồi, mức độ ảnh hưởng của nó cũng đã không còn nữa. Cách đối đãi với kẻ tiểu nhân. Khi đã nhận biết được kẻ tiểu nhân, nếu không thể tránh xa thì phải hiểu được nên đối đãi chung sống với họ như thế nào. Dưới đây là một số lời khuyên của cổ nhân. 1. Đừng đắc tội với tiểu nhân. Tiểu nhân thường không cho rằng bản thân mình là người gian trá và không phúc hậu. Họ có độ mẫn cảm rất cao, lại khuyết thiếu đức hạnh. Cho nên,
Chỉ cần thấy người khác đối xử không vừa ý, cho rằng đắc tội với mình là họ làm ra những việc bất chấp hậu quả. Cổ nhân ví, tiểu nhân có mắt tinh như ưng, lưỡi sắc như kiếm, nên bạn tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. 2. Giữ khoảng cách. Cổ nhân nói, kính nhi viễn chi, tức là kính trọng nhưng không gần gũi. Đối với tiểu nhân, nhất định cần giữ khoảng cách. Khi đối mặt với tiểu nhân, cần phải giữ tâm bình thản. Bởi vì tiểu nhân khẩu Phật tâm xà, trở mặt vô tình, nên rất khó khiến người khác kịp trở tay. 3. Nói chuyện cẩn thận. Nói chuyện với tiểu nhân cần phải cẩn thận và giữ mức khách sáo. Nếu phê bình hoặc đàm luận chuyện riêng tư của tiểu nhân thì chính là bạn đang kích thích mối thù hận trong họ. Nếu như họ phê bình hay đàm luận chuyện riêng tư của người khác thì nhất định không nên nghe. 4. Không nên có mối liên hệ lợi ích với họ. Điều mà người quân tử coi trọng là đạo nghĩa, còn điều mà kẻ tiểu nhân xem trọng chính là lợi ích. Khi gặp một vấn đề hay một lựa chọn nào đó, người quân tử trước tiên sẽ dùng tiêu chuẩn đạo đức để cân nhắc, cuối cùng mới lựa chọn. Kẻ tiểu nhân gặp vấn đề cần lựa chọn thì trước tiên nghĩ xem nó có lợi cho bản thân như thế nào. Cho nên, tiểu nhân sẽ vì lợi ích bản thân mà học cách giao tiếp lấy lòng người. Thoạt nhìn, kẻ tiểu nhân thường hòa đồng, nhiệt tình và có nhiều chỗ tốt, nhưng ngàn vạn lần không nên dựa vào họ để đạt được lợi ích của mình. Bởi vì hồi báo mà họ muốn nhận được phải gấp nhiều lần điều bạn muốn. Vì thế, dựa vào tiểu nhân thì thường sẽ mất nhiều hơn được. 5. Chịu thiệt một chút. Trong cuộc sống, đôi khi tranh giành với kẻ tiểu nhân chẳng những không lấy lại được công đạo mà trái lại còn kết thù hận. Cổ nhân nói, nhẫn một chút, gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Có những khi chịu thiệt một chút trước mắt nhưng lại hóa giải được mối họa về sau. Huống chi công đạo là ở trong lòng người, biết rõ đó là tiểu nhân, ai còn dám kết giao. Ba, cố hương. Nói đến cố hương ở đây hoàn toàn không có ý nói rằng con người sau khi trở nên giàu có thì không được trở về cố hương, mà muốn nhấn mạnh tới tâm thái khi trở về của anh ta. Người trở về quê nhà khi đã công thành danh toại nên mang tâm thái khiêm nhường, đừng bao giờ khoa trương, thể hiện thái quá bản thân ra bên ngoài. Một người xa xứ ăn nên làm ra,